Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác anh em đam mê hành trình khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác đã truy cập kênh YouTube của Quang Minh Audio. Clip này thì Quang Minh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác anh em cái mẫu dây loa của bãi Nhật và những cái dòng dây loa hay dây tín hiệu của bãi Nhật thì đã có rất nhiều clip mà Quang Minh đã chia sẻ đến quý vị và các bác nghe. Rất nhiều phân khúc khác nhau, phân khúc bình dân giá rất là tốt như 20.000, 30.000 hoặc trên đó 50.000 hoặc 6-70.000. Ngoài ra thì sẽ có những cái mức cao hơn tầm 100.000 hoặc trên 100.000, trên 200.000 cũng sẽ có nhiều phân khúc khác nhau. Clip này để dọn kho và khai thác được cái cuộn dây này, cái bản này với 36 lõi anh em ạ. Dây màu đen đấy, với cốt dây bản này cũng khá là lớn này, cốt dây của bản 36 lõi nhá. Rất là gấu này, chắc chắn này. Anh em mà đang cần tìm cho mình những cái dây loa bãi Nhật ấy, lõi mạ bạc về để thay vào những cái dây loa cũ ấy, hoặc là anh em nào sắm giàn âm thanh chơi Tết ấy, đang muốn tìm những cái bộ dây loa chất lượng cao ấy, phù hợp với cái giàn âm thanh của anh em, thì một trong những sự lựa chọn không thể thiếu trong mọi giàn âm thanh hiện nay chính là cái dòng dây loa bãi Nhật. Cái bản này là 36 lõi dẫn, lõi mạ bạc anh em nhé. Anh em mà đang sử dụng những cái dây lõi đồng ấy, hay là dây kém chất lượng ấy, dây nhỏ ấy, khi mà thay vào cái bản chất lượng cao này vào để cái chất âm của cái bộ giàn âm thanh của anh em nó được cải thiện hơn rất là nhiều nhé. Cái đặc điểm của dây bãi Nhật ấy thì này, lớp vỏ ngoài được làm một cái vật liệu đặc biệt, chuột bọ nó không bao giờ nó gặm nhấm. Và cái kho dây của Quang Minh thì rất nhiều nhưng chưa bao giờ bị chuột bọ gặm nhấm nha. Và một cái đặc điểm nữa là trên dây bãi Nhật thì có sẽ có đầy đủ những cái thông số. Ngoài cái bản giá tốt nhất, giá rẻ bản 20.000 ra thì cái thông số nó rất ít, chỉ có tên thương hiệu và năm thôi. Cái bản cao cấp hơn bản nào cũng vậy, trên dây thì nó đầy đủ những cái thông số này. AVKM là một trong tiêu chuẩn âm thanh rồi. E41447 HCV Style 2464 80C VVK1 Hitachi LF đó. Và dây bãi Nhật thì sẽ có dây của Hitachi hay Proterio thì tùy từng thời điểm sẽ có những cái dây khác nhau anh em nhé. Đấy, và Proterio hay Hitachi đều là một anh em ạ. Bản hôm nay giới thiệu cho anh em chính là cái bản 36 lõi, là dây của Hitachi và tất cả những cái thông số trên dây nó rất là rõ này anh em này. Đấy, anh em nhé, đầy đủ thông số rất là rõ. 36 lõi thì rất là nhiều lõi này, anh em cũng có thể tự tay mình về DIY mình những cái mỗi một lõi này nó sẽ có một cái màu riêng hoặc một cặp màu riêng rất là dễ, hoặc là anh em yêu cầu thì sẽ DIY thành từng bộ cho anh em, bộ có đầu rắc hoặc không đầu rắc. Đấy. Và đây là cái kết cấu của cái dây 36 lõi này anh em cũng... Đấy, lớp vỏ dây rất là mềm nha, mặc dù là dây với kích thước lõi ngoài khá lớn nhưng dây rất là mềm ấy, mềm dẻo. Lớp vỏ ngoài vật liệu cực kỳ tốt anh em nhá, rất là mềm, lớp cao su vỏ ngoài. Và sau cái lớp vỏ ngoài phía trong là đến một cái lớp giấy chống ẩm này, giấy chống ẩm bó theo dọc theo chiều dây theo một cái chiều nhất định đó. Và phía trong thì đan xen những cái lõi dẫn là sẽ có những cái sợi dù chống đứt, những cái sợi bằng tông sợi dù này. Đấy, những sợi dù mà cái vật liệu đặc biệt này cũng đi song song với dây để chống đứt đó. Và phía trong anh em nhìn không, rất nhiều lõi, rất là nhiều bó, nhiều lõi này anh em ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 cặp là 36 lõi anh em nhé. Cái này là mỗi một cặp màu thì nó sẽ có màu khác nhau, ví dụ cam này, cam đỏ này hoặc sẽ cam trắng này, nó rất dễ phân biệt. Anh em cũng có thể tự tay mình về đi DIY, hoặc là sẽ yêu cầu thì sẽ Quang Minh sẽ đi DIY cho anh em và bọc có thêm cái co nhiệt đỏ đen chi âm dương cho anh em. 36 lõi, tước một số lõi ra để anh em thấy được cái kết cấu của cái lõi phía trong. Đấy, đấy là cái lớp vỏ ngoài và từng lõi một và kế tiếp là đây để anh em thấy được cái kết cấu của cái lớp vỏ ngoài để đến cái lớp lõi phía trong. Tức cái này thì cũng dễ thôi, anh em chỉ cần nếu mà không quen thì tước từng lõi một hoặc là cứ hai lõi một như này, anh em tước một lần. Đó, dây rất là mềm anh em nhé. Đặc điểm của dây bãi Nhật lõi mà rất mềm, và cái bản 36 lõi này nó cũng không phải là thường xuyên có đâu, chỉ một ít khi khai thác nó ít rồi, không có nhiều đâu anh em. Tước một số lõi anh em nhé, lõi mạ bạc rất là sáng này, và mỗi một lõi này, mỗi một lõi nhỏ ở trong cũng có nhiều sợi tươi và mềm này. Cái bản 36 lõi này khi đi về DIY hoặc cái DIY cho anh em, hoặc anh em tự DIY đấy, anh em bỏ đây anh em sẽ xoắn lại, xoắn theo một cái chiều nhất định này. Đấy, rất là đẹp này anh em này, lõi khá lớn đấy. Bản 36 lõi này anh em có thể chơi cả những dòng loa lớn, công suất lớn anh em đều có thể chơi được cái dòng dây bãi Nhật này, lõi mạ bạc này, và những cái dây bãi Nhật mà lõi mạ bạc nhiều sợi này để cho chất âm cực kỳ chi tiết và sạch sẽ, đều tất cả các giải anh em nhé. Bass rất là lực sâu,
mít thì ngọt, bên cạnh nó là dải chép, chép cực kỳ sáng. Thay những dây kém chất lượng bằng dây bã nhật này thì cái chất âm của cái bộ đàn âm thanh của anh em nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Đó. Đây là chỉ tiếc một vế này anh em nhé, là vế còn nặng cũng vậy, anh em cho tước ra xoắn này, theo chiều này vào đều hoài thì rất là đẹp. Đó. Và cái bản dây 36 lõi này thì anh em có thể là để nguyên những cái đầu dây như này. Đấy, khi mà chia thành vế để nguyên như này để anh em gài trực tiếp vào thiết bị, hoặc là anh em cũng có thể sử dụng đầu jack. Đầu jack thì sẽ có rất nhiều cái đầu jack để anh em có thể lựa chọn đầu bắp chuối, càng cua, mỏ chim hay là jack loa full. Đấy, bắp chuối, càng cua, mỏ chim này, và bắp chuối, càng cua, mỏ chim thì có phân khúc khác nhau, ví dụ như jack đồng này. Đấy, jack đồng, mỏ chim này, đây mỏ chim này, bãi đồng này, bắp chuối cũng vậy này, hoặc là càng cua này, đây có vẻ càng cua nhỏ này, hoặc cái bản càng cua lớn này. Đấy. Những cái cặp bắp chuối, càng cua, mỏ chim này thì chỉ có 25 nghìn một chiếc thôi, một bộ 4 ở âm ly, 4 ở loa, tổng là 8 chiếc cũng chỉ có 200 nghìn thôi. Và ngoài ra thì có jack cao cấp, ví dụ như là càng cua cao cấp này. Đấy, anh em thấy không? Chất lượng khác hẳn luôn, chắc chắn hơn. Đây là càng cua chất lượng cao cao cấp, hoặc là những cái bắp chuối chống dập, bắp chuối carbon cao cấp này, những cái bao càng cua cao cấp hay bắp chuối carbon này chất lượng hơn, và 80.000 một rắc anh em nhá. Đấy, anh em mà bao nhiêu rắc thì sẽ nên làm DIY cho anh em. 4 loa để 4 âm ly là 8 rắc là 600, hơn 600.000. Và cái bản dây Hitachi bãi Nhật 36 lõi này cũng chỉ có 150.000 một mét thôi. Ví dụ như bộ 2,5 mét mỗi vế, hai vế tổng 5 mét là 750, là chưa bao gồm đầu rắc. Đầu rắc thì anh em có thể lựa chọn bắp chuối, càng cua, mỏ chim, đầu rắc đồng, hoặc là những cái bản rắc cao cấp như bắp chuối carbon hay là những đầu càng cua cao cấp hơn, thì là 80.000 một rắc. Bộ 2,5 mét mỗi vế với full rắc đồng chỉ có 950.000 một bộ. Anh em cũng có thể tự tay mình đi qua, hoặc là yêu cầu thì sẽ đi qua cho anh em. Ngoài ra thì sẽ có cả đầu rắc loa full, rắc lưu trích này, bức sừng rắc loa full này. Đấy, bản này đấy, với những bộ rắc này, rắc loa full, rắc lưu trích này. Lưu trích thì sẽ có hai loại, một loại là 25.000 một rắc, và một loại cao cấp là 101 rắc, tùy anh em lựa chọn thôi. Đấy, như bộ này là full rắc lưu trích, bản này là bản thường, rắc 25.000 một rắc, hoặc là có rắc 101 rắc chất cao, full đầu rắc bắp chuối, co nhiệt này vào rất là đẹp anh em nhé. Hoặc là những cái bộ như này, đầu rắc này, một đầu rắc mỏ chim này. Đấy, anh em mà cần thì sẽ cho co này ra, co trong này ra, để anh em có thể nhìn rõ lõi phía trong. Đấy, co rất là đẹp này, đây mỏ chim cứng này, hoặc là đầu bắp chuối cũng vậy. Đấy, bản này co rất là đẹp, 150.000 một mét anh em nhé. Dây 36 lõi Hitachi bãi Nhật, lõi mạ bạc. Anh em mà cần bao nhiêu mét hoặc những cái bộ dài ngắn như nào thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio để đặt hàng theo số điện thoại phía trên này, 0944737321. Và anh em ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Và xin là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em trong những video clip kế tiếp.